rất may mắn được lớn lên trong một cái gia đình có hai người, ba và mẹ rất tuyệt vời. Ba và mẹ đã đưa tụi em đến thành công ngày hôm nay. Bởi vì em nhìn thấy cách họ sống, em nhìn thấy cách họ hướng dẫn con cái, em thấy được cách họ yêu thương tụi em như thế nào, để tụi em có thể đáp trả lại cái tình yêu thương đó cho họ bằng cách tụi em phải là người thành công. Ba em là một người không bao giờ mỉm cười, không bao giờ đùa giỡn. Vậy là chắc ít khen lắm. Chưa bao giờ khen em. Và ba em chưa bao giờ biết sợ. Và chính vì điều đó, em đã cảm nhận được cái sự truyền lửa của ba em cho cả hai anh em. Em tiếp tục nắm ngọn lửa đó truyền lại cho em trai. Thật tuyệt. Và em phải cảm ơn ba mẹ em rất nhiều. Họ thật tuyệt vời đối với cả hai anh em. Nếu không có điều đó, không có nền tảng đó, không có cái ý chí nghị lực, và đặc biệt là tình gia đình của cha mẹ truyền sang con cái, thì rõ ràng không có vinh quang dành cho xiếc Việt Nam bây giờ và quốc cơ quốc nghiệp. Xiếc nó không chỉ đơn thuần là cơ bắp. Chạm đến đỉnh vinh quang sẽ thành công, bởi chúng tôi đã chạm đến giới hạn cuối cùng để cuốn đi sự gồ ghề của nghề. Và quốc cơ quốc nghiệp đã mang về lại nghệ thuật xiếc về đúng vị trí của nó. Quốc cơ và quốc nghiệp sẽ không phải dừng lại tại đây. Chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại tại đây. Cảm ơn rất nhiều. Đó tất cả là những điều tâm huyết mà các em đã khổ luyện, rèn luyện trên nền tảng của gia đình mà như quốc cơ nói, từ cha mẹ truyền cho, và ngọn lửa đó vẫn giữ sáng, giữ ấm cho tới bây giờ, mang tới thành công và vinh quang. Một món quà trong Tôi Chọn Hạnh Phúc sẽ rất bất ngờ đây, dành cho cả hai hoàng tử xíu của tôi, quốc cơ và quốc nghiệp. Hãy xem đoạn phim nhé. Tôi rất là tự hào hai con có những thành tích như ngày hôm nay. Nhưng có một điều là tôi vẫn còn hơi trách hai con, là hai con cứ giấu hoài, giấu ba mẹ những cái lần mà bị té, bị chấn thương, không có nói thật. Dù là ba mẹ cũng biết là hai con sợ ba mẹ biết rồi sẽ lo lắng nhiều. Vì mẹ của hai con thì cũng bị bệnh tim, cho nên không nói. Nhưng mà nghĩ hai con nên nói thật để ba có thể biết được càng yên tâm hơn. Bởi vì ba cũng là một thầy thuốc. Từ ngày các con đạt được thành tích kỷ lục Guinness, thi các nơi đạt giải, và nhất là lần này tại nước Anh, ngoài tự hào của ba mẹ, bây giờ ba mẹ muốn nói với hai con là hiện giờ hai con đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình rồi. Ba mẹ chúc cho hai con và gia đình của hai con luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Ba chưa bao giờ trước mặt hai con khen hay là chê, nhưng mà lần này á, ba sẽ nói một câu mà trước tới giờ ba ít khi mà nói trước mặt các con, là hai con rất là giỏi. Ba rất là tự hào vì hai con. Mẹ yêu hai con rất nhiều. Cảm ơn hai con nha. Mẹ, ba mẹ đều hạnh phúc. Tôi không nói gì hết. Đây là món quà bất ngờ dành cho hai anh em. Hãy nói ngay cảm xúc của mình đi, những gì ba mẹ vừa chia sẻ. Sau bao nhiêu biến cố của cả hai anh em, thì giờ đây thì đó là một điều an ủi cho cả hai anh em. Bởi vì từ lúc bắt đầu đến giờ, quốc cơ và quốc nghiệp chưa bao giờ thấy ba mẹ mình nói được những lời ngọt ngào như thế. Anh thấy là nước mắt em sắp chảy ra rồi quốc cơ. Cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yêu gia đình lắm.
Còn em, Nghiệp? Em không có gì để nói lên lời nữa. Bởi vì như anh Cơ đã nói thì em yêu cái gia đình này, yêu tất cả những người thân, khi họ luôn luôn là những người ở đằng sau mình, không thốt lên lời, chỉ nhìn thấy mình và họ đau tận bên trong. Hạnh Phúc chỉ có thể nói một điều là cảm ơn ba mẹ của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn gia đình này đã cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp nền tảng bề phóng, lòng tin và sự quyết tâm để có được những niềm vinh quang không chỉ riêng cho gia đình, không chỉ riêng cho hai anh em. Và đây cũng là một cái ngày mà em nghĩ là rất là hạnh phúc, bởi vì em lại được ngồi cạnh em trai của em và có thể nói lên những lời yêu thương của mình. Em yêu em trai em lắm.